Vậy, hướng dẫn các em dạy cái đề tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2024 môn toán, thời gian là 120 phút của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Rồi, đề này anh rồi ha. Đề này thì gồm tập tự luận 5, 5 câu. Rồi, chúng ta sẽ đi vào nội dung của từng câu. Câu 1, ta đi vào khoảng A trước. Rồi, câu A như thế nào? Nó kêu là cho hai biểu thức b và q có học tính giá trị của q với x bằng 4, x bằng 4 thì nghĩ như lớn hơn 0,1 rồi. À, điều kiện là x lớn hơn 0,1 thì cái trong biểu thức q này chỉ x lớn hơn 0, tức là chúng ta thay x bằng 4, ta gặp ngang được cho nó dễ phân biệt. Rồi, thay x bằng 4 có điều kiện là x lớn hơn 0,1, ra này chỉ x lớn hơn 0 là được, không là cái một có điều kiện xác định được vào biểu thức q đó, ta được q sẽ bằng là căn 4 chia 4 cộng 4, căn 4 là 2, 4 4 là 8 và cộng 4 đó, ta hiểu ha. Như vậy cái kết quả này nó sẽ ra là 1/4. Rồi, chúng ta kết luận vậy với x bằng 4 thì quy sẽ bằng là 1/4. Rồi, chúng ta hoàn thành xong câu A. Bây giờ chúng ta đi vào câu B. Câu B nó kêu mình chứng minh rằng B sẽ bằng là 4 quy. B sẽ bằng là 4 quy. Rồi, chúng ta có với, chúng ta ghi cái từ với trước. Rồi, với tiếp lớn bằng 0,1 ta có B cái này. Rồi, chúng ta sẽ đưa về tích thì cái tử và mẫu không có rút gọn được, cho nên chúng ta đưa cái mẫu bên này về tích để x trừ 8 căn x, đây chính là hằng thức căn x cộng 1 căn x trừ 1. Còn bên này chúng ta nhân cho căn x trừ 1 thì là căn x trừ 1 bình phương, nhân cho căn x cộng 1 căn x trừ 1. Này chia không, ta đổi ngược lại đó, tức là 1 trừ x chia cho x cộng nhân nhân ha, 1 trừ x thì x cộng 1. Rồi, để này b lấy tử cộng tử x trừ 6 căn x cộng 1 trừ căn x trừ 1 bình phương chia cho 1. Phải đặt cái điểm trừ ra là x trừ 1 cho nó gió. Rồi, để đây chúng ta rút gọn trên tử là x trừ 6 căn x cộng 1 trừ căn x bình là x trừ 2 căn x 1 trừ x trừ 1. X trừ 1 tức là căn x trừ 1 căn x cộng 1, x cộng 1 trước đi. Rồi, bạn là căn x trừ 1 thì x cộng 1. Rồi, chúng ta phá mặt ra đó là x trừ 6 căn x cộng 1 trừ x cộng 2 căn x trừ 1, ghi này lại
Và lúc còn cái thử và ít thì ít mất trừ 4 căn ít trừ 6 căn ít cộng 2 ít trừ 4 ít rồi con trừ 1 mất và chúng ta rút gọn căn ít cộng 1 ít trừ 1 2 dấu trừ nhân nhau thành dấu cộng tức là 4 căn ít thì ít cộng 1 là kêu mình chứng minh B bằng 4Q tập số 4 ra căn ít thì cộng 4 thành 2 do B sẽ bằng 4Q rồi thì cái lượng này ha đó khi chúng ta đặt ở đây là cái lượng vậy B bằng 4Q rồi với ít là lớn không khác một. Rồi, ta đi vào câu C. Câu C nè. Tìm tất cả các giá trị của x để B nhận giá trị là một số nguyên. Và ta có B là bằng 4 x cộng 1 nha. Ta sẽ làm như thế nào để nhận giá trị là số nguyên. Thì ta có là với x lớn hơn không f1 đang có b là thế này b những cái chỉ là số nguyên thì cái này thì hiển nhiên lớn bằng không rồi lớn bằng không mình sẽ chứng minh nó bé hơn một đây chúng ta áp dụng bằng tần suất vô si thì cần phải x cộng 4 sẽ lớn bằng hai căn tập hai x nhân 4 tức là bằng cái này thì nó tương đương với x cộng 4 lớn bằng 4x 4 căn x đấy, vậy mình sẽ chia hai vế cho chia hai vế cho x cộng 4 không đổi chiều cái này là thủ thuật biến đổi này. Thì cái này chính là một lớn hơn bằng b hay là tương đương b bé bằng một còn cái này là tương đương tức là b lớn hơn một lớn hơn không và nghe là hai từ một và hai đi ra không bé bằng b bé bằng một và b nguyên cho nên sẽ là b bằng không hoặc là b bằng một rồi với b bằng không tương đương với gì bốn căn x chia x cộng bốn bằng không thì cái mẫu nó là dương rồi cho nên chỉ cần cái tử bằng không thôi là bốn căn x bằng không tức là căn x bằng không tức là x sẽ bằng không x bằng không là có không phải x lớn bằng không khác một rồi với b bằng một tương đương 4 căn x chia x cộng 4 bằng 1 nên nhân qua 4 căn x sẽ bằng là x cộng 4 chuyển với về x trừ 4 căn x cộng 4 bằng 0 đây chính là hàm lượng thức là căn x trừ 2 bình phương bằng 0 tức là căn x trừ 2 bằng 0 tức là căn x bằng 2 tức là x sẽ bằng 4 có không? Rồi vậy chúng ta sẽ có hai giá trị x bằng không với bằng bốn vậy x trên bốn x trên bốn là gì không với bốn hoặc như cầu bạn này rồi ta sẽ đi vào câu số 2
Câu số 2 là như thế nào? Câu A. Câu A là nó kêu là gì? Cho hệ phương trình như thế này. Kêu là với m là tham số, kêu hãy giải hệ phương trình với m bằng 2, đặt 2 vô với m bằng 2 thì hệ phương trình trên trở thành chỗ nào chữ x này, m bằng 2 số 2 vô có chữ m hơn, đó là 2x cộng y trên bằng 3 trừ x cộng y trên bằng 2. Rồi chúng ta dùng phương pháp cộng ha. Rồi tương đương nhân ở dưới cho cái dấu trừ cho nó đẹp lại, là x trừ y bằng trừ 2, ta giữ phương trình dưới lại, ta lấy dưới cộng trên, 2x cộng x là 7x, y cộng y là bằng 3, cộng trừ 2 là ra 1. Rồi tìm x, x đây là lấy 1 chia cho 3 là 1 3, ta thay xuống dưới x là 1 3. Rồi ta tìm y, ta lấy y sẽ bằng là 1 3 trừ cho trừ 2 đó thành là cộng 2, là ra là 7 phần 3, y sẽ bằng là 7 phần 3. Rồi thì chúng ta kết luận vậy, kết luận là sao? Vậy nghiệm của hệ phương trình, vậy nghiệm của hệ phương trình trên là x y bằng 1 phần 3 với 7 phần 3. Rồi đó là chúng ta hoàn thành được cái câu A. Bây giờ ta sẽ đi vào câu B. Câu B yêu cầu là thế nào? Tìm M để hệ phương trình có nghiệm duy nhất xy thỏa mãn điều đó. Thì điều kiện để có nghiệm duy nhất đó là tỷ lệ nó phải khác nhau. Để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thì là M, hệ số của x, M trừ 1 nó sẽ khác là hệ số của y, vậy hệ số y kia tức là m này nó sẽ khác trừ 1, đúng không? M sẽ khác trừ 1, đó là cái công thức để mình lấy cái điều kiện nghiệm duy nhất đó. Rồi thì chúng ta nói ha, thì cái đó là cái điều kiện có duy nhất thôi. Bây giờ chúng ta sẽ giải cái hệ này ra, chưa? Thì ta giải phương pháp như thế nào? Ta có với nè, m khác trừ 1, ta có rồi, ghi là cái hệ này không? Thì ta tương đương rồi, chúng ta sẽ rút cái dưới em trên mình để lại hay chứ, chúng ta sẽ rút y đi, y sẽ bằng là x cộng 2. Rồi chúng ta thay lên trên, y sẽ bằng là x cộng 2. Rồi chúng ta chuyển về qua là mx sẽ bằng là 1. Đây mình đặt này, đặt nhân viên chung này, tức là em còn lại em bỏ một ít nó là một nó ba trừ hai là một, vì em mở các trừ một cho nên mình chia qua được x cho bằng là một chia bằng là một, chúng ta xuống dưới x cho bằng là một chia bằng là một rồi quy đồng qua, tức là ở đây nhân chéo lên đó, lại mở nhớ cái này là phải nhắc đó, quy đồng ra là 2m cộng 2 cộng 1, 2m cộng 3 chia m cộng 1 đó. Rồi sau đó mình mới thay
theo đề bài ta chọn. À, ít bình cộng y bình bằng 10. À, thì nó sẽ tương đương ít của mình là 1 chia m cộng 1 bình quân 2m cộng 3 chia m cộng 1 bình quân bằng 10. À, với điều kiện là m khác trừ 1. Rồi, mình sẽ tương đương quy đồng lên. Đó là 1 chia cho m cộng 1 bình quân trên là hàm thức m cộng 3 bình quân sử dụng thức a cộng a chia b mũ n a mũ n b mũ n đó mọi người anh ta lấy tử cộng tử chia cho mẫu và lấy nhân qua m cộng 2 m cộng 3 bình quân bằng 10 nhân m cộng 1 bình quân rồi nhân ra 1 cộng 4 m bình 2 2 4 4 3 12 m 3 bình 9 10 nên em mở được 2 m cộng 1 à, rút gọn là 4 m bình cộng 12 m cộng 10 10 m bình cộng 20 m cộng 10 à, để chuyển qua bên phải trừ 4 m bình trừ 12 m trừ 10 bình 0 à, 10 m bình trừ 4 m bình là 6 m bình 20 m chia 2 m là 8 m, 10 chia 10 hết. Thì đây m bằng 0. À, khi chúng ta giải này, ta dùng máy tính Casio bấm máy vào trừ 4 3. À, rồi chúng ta kiểu là m bằng 0 là nó khác 1. Có 2 này nó đều khác 1. Cho nên nó đều thỏa mãn. À, đều thỏa mãn hết. Và hai hai thằng nào cũng thỏa mãn hết à, màu tông thỏa mãn luôn. Rồi thì chúng ta sẽ kết luận vậy yêu tìm m đúng không? Đó, yêu cầu của đề bài là tìm m vậy m nó sẽ thuộc là hai giá trị là không trừ 4 và 3 họ yêu cầu bài toán. Rồi là chúng ta hoàn thành xong. Đấy. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái bài số 2, câu 2. Giờ ta chuẩn bị qua câu 3. Rồi, câu 3 như thế nào? A và B, chúng ta sẽ làm câu A trước. À, câu A kêu là trong một phẳng đi cho parabol BI bằng 2 bình và đường thẳng DI bằng x cộng m với m hàm số tìm m để D đi qua A. Sẽ có A là 28. D đi qua A tức là thằng A này nó thuộc vào D. À, D cũng là gì? Đi bằng x cộng m cho là x thành số 2, chỉ là y thành số 8. À, tức là đem từ đường em 8 chữ 2 là 6. Được chưa? Rồi, thì mình kết luận. Vậy M bằng 6 họ yêu cầu về toán. Rồi, ta hoàn thành xong câu A. Chúng ta đi vào câu B. Câu B như thế nào? Kêu là tìm M để D cắt B tại hai điểm phân biệt có và đổi một hai thỏa mãn điều này. Này là dùng VF thôi. À, tức là chúng ta lập cái phương trình hành đổi cho điểm nó ra. Là chúng ta dùng một điều kiện ha. Điều kiện này có hai nghìn phân biệt là chúng ta dương rồi chúng ta dùng cái phương trình hoành độ giao điểm của B và D là B là hai bình D là x cộng m hai bình đây bằng x cộng m tương đương hai bình
trừ x trừ em bằng to đặt là phương trình sao đi chưa. Rồi phương trình sao có các hệ số a bằng 2, b bằng trừ 1, c bằng trừ m. Rồi chúng ta sẽ xét cái biểu thức delta. Delta là bằng b bình trừ 4ac. B là trừ 1 bình trừ 4 nhân 2 nhân cho trừ m. Đó là bằng 1 cộng 8m. Rồi chúng ta nói là để D cắt B là hai điểm phân biệt có bình đẳng x1 x2 khi vị trí khi sao có hai điểm phân biệt x1 x2 có chữ phân biệt thì là các chữ phân biệt nha, mà hai điểm phân biệt x1 x2 khi vị trí khi là delta với dương. Đó, delta dương thì tương đương 1 cộng 8 ngoài dương tương đương 8 em ngoài sẽ lớn hơn trừ 1, tương đương em ngoài sẽ lớn hơn trừ 1 8. Rồi với em ngoài lớn trừ 1 cộng 8 thì phương trình sao có hai điểm phân biệt x1 x2. Đó, hai điểm phân biệt x1 x2 nên có mảng hệ thức VS là gì? X1 cộng x2 trừ b thì a. B của chúng ta là trừ 1, a là 2, là 1, 2. Rồi, tích hai điểm x1 nhân x2 là c thì a. C là trừ em thì a, trừ em thì a. Rồi, anh sẽ thay cái đó vào cái biểu thức để giải ra m là thì là xong. Đó, theo đề bài ta chọn cái này ghi lại. Rồi, tương đương x1 và x2 tức là 1 và 2 trừ 3 x1 x2 là trừ em thì 2 và 5 là do hệ thức VS. Rồi, ghi là học chung là 2 1 phần 2 là chọn 3 trừ 3 nhân em thì trừ 3 em chia 2 là bằng 5 phần 2 là bằng 5. Và ở đây tổng chung là gì? Là 2 đúng không? Là 2 cộng 3 mời chia 2 bằng 5 tương đương là 2 cộng tương đương là gì? 2 cộng 3 mời tương đương là 2 nhân 5 là bằng năm thì tương đương là 2 cộng 3 mà bằng 10 tương đương 3 mà 10 thì 2 là 8. Đó, vậy thì mình sẽ tương đương đúng không? Đó là đúng không? Thì 3 C chia A B chia A. Rồi x1 với x2 là 1 cộng 2 x1 nhân x2. À, cái này một thì mình sẽ hai vậy cái gì kỳ một một thì bằng chín mà m chín chia ba bằng ba có m lớn thì 1/8 à. Rồi vậy chúng ta kết luận về m bằng 3 là giá trị cần tìm. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu số 3. Giờ chúng ta đi vào câu số 4. 4 có hai ý khác nhau, ta tách ra thành riêng. Ý số 1 ở đây, ý A ở đây. Số 1 nhỏ có ý A nhỏ. Rồi bài này chúng ta phải vẽ hình ra. Bài học là phải vẽ hình ra. Rồi bài này dạy thế nào? Cho tam giác ABC nhỏ
Đoạn tiếp trong đường tròn O, kẻ H vuông góc phải sẽ là H, H cao góc B sẽ K, Y góc A sẽ là Y. Rồi, chúng ta vẽ cái đường tròn trước, chứ đừng nên vẽ tam giác trước nha. Rồi, ta vẽ đường tròn này trước. Đấy, ta nên vẽ đường tròn này trước. Rồi, tam giác ABC nhỏ ở chính trong đường tròn O. Rồi, vẽ tam giác nhỏ ra. A nằm đây, B nằm đây, C nằm đây, O nằm đây. Rồi cái AH cũng góc với BC lại H. Rồi từ H vẽ HK góc AB. HK góc AB. Rồi kẻ H góc A C. H K A H góc đây. Góc chỗ này nha. H K góc A B. H Y góc A C. Rồi, đây chính là chữ C. Đó. Đây chính là chữ B. Đây là chữ A. Ở đây là H. A, H cùng với B, C. Rồi. Vẽ H càng góc A, B. Rồi, H. Y góc AC. Rồi chứng minh tứ giác AKHY nói tiếp quá dễ là tổng hai góc đó là 180 xong. Rồi, để làm nhanh con này. Câu này khá là đơn giản nha. Rồi. Rồi, sử dụng câu này như thế nào? Chúng ta có đây nè K đó, vuông góc AB giả tiếp rút ngắn là HK vuông góc AK vì K AB đi ra góc AKH 90 AKH 90 độ. Tiếp theo ta sẽ có là HI vuông góc AC rồi suy ra HI sẽ vuông góc AI vì I thuộc AC suy ra góc AIH là 90 độ. Rồi chúng ta phải xét cái tứ giác AKHI có AKH cộng với AIH bằng 90 độ cộng với 90 độ bằng 180 độ chứng minh trên. Thì mình lại suy ra tứ giác AKI rồi tiếp dấu hiệu nhận biết tứ giác có tổng hai góc đó 180 độ. Rồi chúng ta hoàn thành xong câu A nhỏ, bây giờ ta đi vào câu B nhỏ. Rồi câu B nhỏ như thế nào? Thường thì giác này nói tiếp nó sẽ khai thác cái tính chất của nó à, là những góc bằng nhau được chấm cung đó. Rồi E là giao điểm AH thì BI đó thấy không, cây là nếu hai đường chém là biết điều gì xảy ra, thế nào cũng dùng là tính chất của tứ giác này.
Rồi, hiểu không? Tiếp theo, A là giao điểm. Rồi, gọi gì? E là giao điểm. E là giao điểm. Rồi, chứng minh EA nhân EH bằng EK nhân EI, quá đơn giản. Rồi làm sao hai cái này nó bằng với nhau? Đúng không? Thì mình có bốn cách chứng minh là đơn giản phân giải Thales hoặc là hệ thức lượng. Thì bài này chúng ta hiểu chỗ này là hệ thức lượng là có nhưng không dính đấy đó ha. Có những hình có hệ thức lượng phân giải là không có, Thales không có trong sau và chỉ còn đồng dạng thôi, đúng không? Dạng thôi. Thì chúng ta bắt cặp này EA, chúng ta sẽ bắt với nào? Chúng ta sẽ bắt với hình EK hoặc là bắt với EI, bắt nào lúc EK được. Hoặc EH với EI, EH thì có gốc 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 E đối đỉnh, còn có cặp gốc bằng nhau là tức là dùng gốc A với gốc Y cùng chẳng cùng HK. À, đây gốc A đây nó gốc Y đây cùng chẳng cùng HK tôi giác tiếp đấy. Rồi mình ghi này nè, cái góc đó là bằng nhau, còn góc đối đỉnh thì chúng ta khỏi ký hiệu đối đỉnh hiển nhiên là nhau rồi, còn nó nằm ghi cái kiểu như thế là không cần phải ký hiệu. Rồi chỉ đơn giản thêm trường hợp là góc góc ha. Rồi chúng ta có được cái tứ giác này rồi, tiếp đây. Đó, tứ giác này nói tiếp là cái câu câu A. Đó. Đây, câu A. Thì mình suy ra cái tính chất của tứ giác nói tiếp. Đó, mình dùng hai góc cùng chẵn cung bằng nhau. Đó, tức là dùng góc dùng góc là H hay là K A K sẽ bằng cái góc là gì? K A rồi sẽ bằng góc là H I K K A sẽ bằng góc K I H K K đó là tính chất của tứ giác nội tiếp. Rồi, ta rút ngắn lại cho nó lọt cho hai tam giác KH thì ta rút ngắn lại KE vì E là thuộc AH. Cái góc tương ứng với góc K bên này thì nó phải là tương ứng với góc H. Thì mình sẽ đây là đổi lại là H H I E vì E nó thuộc vô KI. Rồi có được cặp góc mình mới xét hai cái tam giác để chứng minh nó đồng dạng với nhau. Tiếp cái tam giác là KAE và tam giác HIE đó góc đối đỉnh bằng nhau trước, góc đối đỉnh chính là góc E thì chúng ta sẽ đọc là A E K tức là giữa cuối đầu, thì bên này giữa cuối đầu nó là I E H đối đỉnh. Rồi cặp góc này bằng nhau là chứng minh trên. Vậy chúng ta sẽ suy ra được là hai tam giác sẽ đồng dạng theo trường hợp là góc góc. Đó, hai tam giác này sẽ đồng dạng theo trường hợp góc góc. Ta sẽ suy ra cặp cạnh tỷ lệ là EA chia cho EI đó, sẽ bằng EK chia cho EH là cùng bằng tỷ số đồng dạng. Rồi nhân chéo qua EA nhân EH bằng EK nhân EI. Rồi ta hoàn thành xong câu B nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu C nhỏ.
Rồi, phần C nhỏ thế nào? Rồi, cho là màu đen. Chứng minh cây vuông góc với OA. Này quá quen, cái này đó là một bài toán hình sách giáo khoa. Nó khó bài toán hình sách giáo khoa luôn, nhưng mà sách giáo khoa nó cho thêm một cái là mình phải kẻ cái tuyến ngay trang tại A. Đó, còn cái bài này không có. Thì chúng ta sẽ dùng chắc chắn là bài này sẽ liên quan đến cái tứ giác trực tiếp này ở cái câu A. Anh sẽ ảnh hưởng được cái đó để làm cái câu B thì nó không còn dùng. Đó, tức là cái câu A này được quyết định tới hai câu B, C mới làm được. Rồi, nhưng mà bài này sách giáo khoa thôi mà nó tuyển sinh mình nó khó hơn cái là nó không cho trực tiếp, mình phải tự nghĩ ra. Còn chứng minh trực tiếp dẫn ra nó lâu hơn. Thì thể cái cách có trực tuyến nó nhanh. Cho nên thì dùng cái tuyến này để sẽ gọn bài toán hơn. Đấy, chúng ta dùng cái tiếp tuyến x xy chẳng hạn. Đấy, xy. Đấy. Xy tại đúng không? Đó, tất cả cái tiếp tuyến cái tỷ tại. Ok, tiếp tiến đi ta. X ở đây. Đó, Y ở đây. Tại rồi, ta sẽ dùng để chứng minh cây nó một góc này, ta sẽ dùng này đây, cái góc này nè. Góc là bài tiếp tiến bài cô cái này phương pháp là chứng minh hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng đó, tức là OA nó có cái đi à, chỉ cần chứng minh vuông cái đi song song với cây là xong, là dùng cặp góc sau lê trong bằng nhau A này nè, đó nó sẽ bằng góc C, tức là hệ quả góc là bài tiếp tiến bài chỉ cô. A bằng C và góc C này nó sẽ bằng góc K. Tại sao góc C bằng góc K? Đó chính là tứ giác nội tiếp. Góc C này nó bằng góc K này. Lý do là mình chứng minh được cái tứ giác là B, K, I, C nội tiếp. Mình sao chứng minh được nội tiếp? Ta dùng là AK nhân AH dùng là trực lượng á. AK nhân AB bằng AH bình, AI nhân AC cũng bằng AH bình. Đó, vậy mình bắt đầu qua AK, AB, AHI dùng thành tỷ lệ dùng hai tam giác AKI đồng dạng với ABC. Đó, theo trường hợp là góc góc. Chưa? Hoặc là chúng ta sẽ dùng cái tính chất tứ giác nội tiếp cho nó nhanh. Cái góc này nè, nó sẽ bằng cái góc dưới này. Có dùng hệ thức lượng cho lâu. Lý do là sao hai này bằng nhau? Hiểu không? Lý do là sao bằng nhau? Vì nó cùng chẳng cái cùng AI. Đấy. Cái góc này nó bằng góc này. Do nó cùng phụ với cái góc HAC cũng được. Rồi. Thì chúng ta sẽ suy ra. Đó là cái góc này phải là một gạch mới đúng. Một gạch. Đây một gạch. Một gạch. Một gạch nhé. Rồi. Rồi, sẽ đi vào con này. Rồi, bước C là như thế nào? À, ta sẽ kẻ tiếp tuyến ít đi của từ mình cho O tại A đã từ đầu đến C là OA sẽ vuông góc với XY. Đó là tính chất của tiếp tuyến. Rồi,
chúng ta dùng cái ta có XY là tiếp tiến của đường độ OTA ta kẻ và AB là di cung. Thế thì mình suy ra được cái cặp góc nó sẽ bằng nhau. Đó là x x AB thì bằng cái góc cặp góc đó là A CB A CB đó là hệ quả nó sẽ là tiếp tiến về trục cung. Rồi ACB yeah. ACB mình rút ngắn lại khỏi rút được à, để nó đi. Nãy giờ là chúng ta chưa có đặt số 1, số 2 đúng không? Rồi bây giờ mình đặt số 1 thì ở đây. Rồi là có cái tứ giác mà tiếp ở con A đây. Con B ở con A. Rồi tứ giác là tiếp AHAKY thì nó sẽ suy ra hàng góc ở nhà đó là A AKY A AKY thì bằng là AHI AHI cùng tính chất của giá là tiếp đặt nó là số 2. Rồi tiếp theo số 3 đó là A AHI sẽ bằng cái góc là AHI đúng không? Là góc là ABC. Tại sao là ACB? ACB cùng phụ với góc là HAC cùng phụ góc AC HAC rồi là số 3 và trò qua 1, 2 và 3 từ 1, 2 và 3 sẽ suy ra được cái góc B, A, X, X, A, B à, nên sẽ bằng cái góc đó là A, K, Y à, do nó cũng bắt cầu qua hai này A, C, B à, A, C, B với A, H, I rồi cặp góc này ở vị trí sao lem trong thì ta xét hai đường thẳng XY và KY ta có cặp góc này bằng nhau chứng minh trên và cặp góc này ở vị trí sao lem trong. Vậy mình suy ra hai đường thẳng tạo ra nó phải song song thì đó chính là dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song à, tức là suy ra KY sẽ song song với XY đó là dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song rồi giờ ta có cái gì. À, hồi nãy chúng ta chứng minh là có XY vuông góc với OA chứng minh trên và KY song song với XY chứng minh trên thì chúng ta suy ra được đó là KY vuông góc với OA ở đây là quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song hay là dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng vuông góc cũng được cái này cũng đúng à, đây là quan hệ giữa tính vuông góc giữa tính vuông góc và tính song song. Rồi, thì là chúng ta hoàn thành xong câu C nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu D nhỏ. Câu D nhỏ đây. Nhìn chung thì mấy cái đề này cũng bình thường, nó không có lạ lắm, nó rất là quen. Rồi, không có cái gì mới hết. Câu D là mình có tí. Rồi, câu D nó nói như thế nào? Đó là giả sử điểm A của đường tròn O R cố định, giả sử điểm A
của đường tròn OR là cố định, giả sử nha, A là cố định, còn dây BC thay đổi, là BC dịch chuyển lên, chuyển xuống, ta cho AB nhân với AC bằng 3 là bình. Đó là khi xác định vị trí của dây cung BC, xác định vị trí của dây cung BC này. Đó, sao cho tam giác ABC có diện tích lớn nhất? Cái bài này nó cũng không khó, nhưng đó là bài này chúng ta biết là diện tích lớn nhất thì chúng ta phải dựa vào công thức diện tích của nó để chúng ta lập luận làm sao cho nó lớn nhất. Muốn tính diện tích tam giác thì thường ta nghĩ đến diện thấy chiều cao, đúng không? Và cái tam giác ABC này đâu có thấy là gì, thấy nếu chọn BC chiều cao là AH thất bại. Bởi vì sao thất bại? Các bạn hỏi rằng nếu dùng này thì không dính với AB nhân với AC, phải biết rõ diện tích sao có AB AC. Cái cách làm là chúng ta phải dùng cái, ta phải kẻ ra, từ phải kẻ ra được. Một là kẻ từ C, hai là kẻ từ B. Nếu kẻ từ B đến AC, kẻ từ C đến AB, chọn thằng nào cũng đúng. Còn bạn không biết kẻ là coi như xong, là không thể được bài này. Tức là mình phải tự auto ra được. Ví dụ bây giờ chúng ta kẻ một cái đường cao nào đó là chúng ta thích thôi, để chúng ta kẻ ra để chúng ta mới làm được cái câu này. Kẻ ra kiểu cách nó là như thế đó. Rồi còn còn không biết là không được. Thì kẻ ra được cái này. Còn cái đường cao nó đặt tên gì đừng bị trùng mà chữ cái là được. Được chưa? Đó, K nó có rồi, E có chưa? Chưa. Không, kẻ đường cao là E đi. M cũng được, cái nào cũng được, B mình BE đi. Đó, rồi sau đó mình dùng cái công thức diện tích là lấy BE nhân AC chia 2. Rồi, sau đó mình rút ra TBE mình dùng tỉ số độ giác cho tam giác ABE là đã. Nói chung là nó không có, nhưng mà cái bài này ra nếu lên lớp 10 bạn sẽ có công thức xử lý luôn. Còn ở đây là ta đang học lớp 9 nó không cho dùng đó, mình phải chứng minh lại chứng minh nó rất là đơn giản có. Rồi xem đây cái cách làm này là kẻ nè BE vuông góc với AC đó, cho E vuông AC. Rồi, ta mới suy ra nè. BE sẽ vuông góc với AE. Vì E thuộc AC. Và mình suy ra cái tam giác. Đó là ABE vuông tại E. Cái này mình lên cấp 3 thì nó không dễ. Tại cấp 2 mình thấy lạ thôi. Mình sẽ dùng sin để mình rút ra cái chiều cao sin góc A. Mình lấy BE, sin mình đối với BE để chính AB. Đó gọi là tỉ số lượng giác. Rồi thì đây mình rút ra BE bằng AB sin góc A. Để chi vậy? Để chúng ta mới dùng cái diện tích tam giác ABC đó là 1 phần 2 BE nhân AC. BE chúng ta là AB nhân sin góc A, AC để lại đó, 1 phần 2 AB nhân AC nhân sin góc A. Rồi ta thay vô AB của mình nhân AC á là bằng D cho là 3R bình. Đấy, nhân sin góc A là 3R bình chia cho 2 nhân sin góc A. Đó, thì mình biết này, đã có cái góc đúng không? Đó, cái góc A thì nó luôn luôn phải lớn hơn không độ đúng không? Vẽ hơn 180 độ, tại vì cái góc A là một tam giác thì phải luôn phải lớn không độ, phải vẽ 180 độ. À, cho nên vì góc A lớn hơn độ vẽ 180 độ nên sin góc A luôn luôn lớn hơn sin của nó, có thể là từ 0 đến 180 thì sin của nó lớn không, nó sẽ lớn không hay là phải là sẽ bé hơn một, bé hơn bằng một, bé bằng một nha. Tại vì sin mình nó chạy từ không đến một, hiểu không? Sin mình chạy không đến một, cho nên ở đây mình nói tức là này
Thì ta đầu tiên là nhận xét chị ha, để ta làm cái đó. Đẹp, xin. À, bán một. Đó là nhân hai vế cho ba phần ba rồi chia cho hai nhân chia hai là sẽ bán bằng một nhân ba rồi mình chia hai là ba rồi mình chia hai. Vậy này chính là diện tích tam giác ABC. Nó mới bán bằng 3 rồi mình chia 2. Thì cái dấu vào xảy ra khi nào? Được chưa? Các bạn ra nó không có, nó lạ. Dấu vào xảy ra khi là chỉ khi sin A nó bằng 1 thì cái góc A là 90 độ. Tức là bấm shift sin của 1 ra 90. Shift sin của 1 là 90 độ. À, và 90 độ à, 90 độ đó không? Thì mình phải suy ra được cái tam giác ABC à, cái này nó sẽ tương đương luôn ha, 90 độ suy ra thì tam giác ABC là vuông tại A, cho nên suy ra BC là đường chính của đường tròn O, đó là hệ quả gốc và tiếp. Thì mình phải kết luận à, được chưa? Và nó yêu cầu mình là gì? À, xác định vị trí của dây cung BC sao cho tam giác ABC có diện tích lớn nhất. Vậy dây cung BC à, phải đi qua tâm O, à, đi qua tâm O của đường tròn O thì diện tích tam giác đúng không? Thì diện tích cái tam giác là ABC lớn nhất và ba là bình chia hai luôn. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái bài hình. Giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 2 đó. Rồi câu đố hai nhỏ như thế nào? Nó kêu là một hình nón có diện tích, một hình nón có diện tích đáy bằng, đây là hình tròn 16 cm vuông, chiều cao gấp 3 lần đáy. Tính thể tích của hình nón. Thể tích nó là 1/3 pi r bình nhân h. Vậy tìm chiều cao với bán kính. Mà giờ cho diện tích đáy, mình sẽ tìm ra được bán kính. Tại vì diện tích đáy là pi r bình thì bán kính. Chiều cao thì tìm ra được gấp 3 lần đáy bán kính. Rồi tính theo đường bốt à, thì chúng ta diện tích đáy không theo đề bài đã có đó là diện tích đáy là BR bình à, BR bình à, bằng 16 pi à, theo đề bài đã có là diện tích đáy bằng 16 pi cm vuông. Cái này suy ra BR bình 16 pi à, tương đương R bình sẽ bằng là 16 tương đương R là 4. Ồ, vì R là dương. Rồi sau đó mình mới tìm chiều cao của hình đó, chiều cao của hình đó là h sẽ bằng là gấp 3 lần kính đáy, 3 nhân 4 là 12 cm. Rồi chúng ta mới tính thể tích của hình đó là V bằng 1 phần 3 PR bình nhân H. PR bình nhân H. V là V. Đó. R bình tức là 16. Đó có R bình luôn. Hay là như 4 bình luôn. Nhân H. H là 12. Rồi chúng ta cứ để V luôn. Chúng ta không phải bấm V nha. 1 phần 3. Tại vì nó không yêu cầu làm tròn. Làm tròn là sai. Nhân 4 bình trừ khi nó ra lẻ, không thể là ấy mình phải làm tròn hai chữ số rồi 64 pi rồi cm khó, tại vì ở đây là thể tích đấy, mình kết luận vậy thể tích của hình đó là của hình đó là 64 pi cm khó. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái bài số
Số 4. Rồi bây giờ ta sẽ đi vào bài số 5. Bài cuối cùng của đề này. Cái bài này dễ ha, nhìn chung là tùy theo tỉnh. Như cái tỉnh này thì nó cho đề khá dễ. Bởi vì nó có cái tính chất gì? Nó có cái tính chất là đối xứng với nhau, cho nên rất là dễ tìm điểm rơi. Có điểm rơi là coi như kết thúc bài toán. Điểm rơi nè, mình dựa vào nè. Thứ nhất là x y z bằng 6, đúng không? Và x y z là đối xứng. Và x bằng y bằng z là do đối xứng. Tức là mình thay x y z như nhau. Đó là đối xứng. Rồi, tức là cái quy tắc này nè, nếu mình thay đổi x cho nhau thì nó giống thật nha, nó khác hả? Cho nên cái này rất là quan trọng. À, để mình để suy ra được đó là x bằng y bằng z. Và thay vô đây nè, 3 thằng bằng nhau cộng lại bằng 6 thì bằng sẽ 6 chia 3 là 2. Và chính chỉ có x y với 2 là mình mới dùng được quotient, tại vì nó dương. Mình chúng ta dùng quotient cho cái mẫu là ra. Áp dụng bất đẳng thức quotient ta có. Thì mình thấy là y mũ 4 4 không? Có mũ 3 là phải dùng cho 3 số. Là dùng cho 3 số thì y mũ 3 cộng với y mũ 3. Tức là y mình đã bằng 2 thì đây là phải cộng cho 8. Thì mình dùng được oxy cho 3 hàm. Đó. Cái này là cái thủ thuật ha, tại vì 2 mũ 3 là 8. Mình dùng là 3 căn bằng 3 y mũ 3 y mũ 3 nhân 8. Rồi, 3 căn bằng 3 y nhân y 8 rút ra là 2, rút ra là 6 y bình. Và tương tự với mũ 3 cũng vậy, em mình trên thay ha, cái đó cũng bị thành luôn, tại vì nó bằng nhau hết. Đó, đây là z. Đây là z, đây là z, đây là z. Z, z, z. À, ghi theo thứ tự đi ha, x, y, z. Đây là x. Đây là x. Đây là x, 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 x. Rồi, chúng ta sẽ cộng với theo vế. Không cộng với trên đoạn, không cộng nha. Thì ta ghi là ta có B. B ở đây là chúng ta sẽ dùng lớn bằng cái mẫu này nè, tương đương nè. Ở đây là 2x mũ 3, 2x mũ 3 cộng cho 8 lớn bằng 6x bình. Đó, mình rút 2 ra. X mũ 3 cộng cho 4 lớn bằng 6x bình. Lớn bằng 6x bình. Mình chia, mình sẽ chia số đúng không? 3 cộng 4 lớn bằng 3 lần chia cho 2 nó không phải chịu. Đó, và tương tự mấy thằng này. Đó, mình thay cái này là chữ y. Ha. Đó, y. Đó, thì đây cũng là chữ y. Y. Đây cũng là chữ y. Đó, đây là y. Rồi, tiếp theo là tới chữ z. Đây là chữ Z. Z. Đây là chữ Z. Z. Ở đây là chữ Z. Rồi, nên mình thấy là cái mẫu là cái mẫu ô con 3 đó thì nó sẽ lớn này, nhưng mà nó nằm dưới mẫu nghịch đảo thì nó sẽ bé hơn. À, tại vì mục đích là B sẽ bé bằng. À, là x y mũ 3 mình sẽ thay là y mũ 3 cộng 4 lớn bằng y bình thì chia cho cái mẫu càng lớn thì sẽ càng bé, thay bằng 3 y bình. Bằng chỗ này y x mũ 3 thì cái mẫu x mũ 3 bằng 4 thay bằng 3 y bình. Rồi z x mũ 3 thay là 3 y bình. Rồi mình sẽ biến đổi. Ở đây rút gọn cho chữ y à, còn lại là x y bình x x y nhân cho 3. Ở đây chính là rút gọn đi chữ z y z cho 3. Sẽ rút gọn đi là chữ x để z x cho 3. Thế này nó sẽ bằng là x y cộng và đem 1 phần 3 ra ngoài. À, đem 1 phần 3 ra ngoài thì mình sẽ gọi là x y cộng y z trên z x. À, từ đó mình sẽ suy ra b bé bằng nó 1 phần 3 x y cộng y z cộng với x. Nhưng mà bây giờ mình dưới cái cụm này nữa đúng không? Cái cụm này phải bé bằng nhiêu nữa. Đó thì nó mới được.
và biết được là x y z nó bằng nhau rồi, bằng hai đó, và nó để thực hiện ra tích thì mình sẽ dùng ba phương thức cosine, tức là phải ba phương thức cosine mà chúng ta sẽ dùng cái gì, dùng xy cộng vz cộng cho zx, ở đây xy và nó cho x cộng y là bằng 6 đó, mình sẽ dùng cái đó đúng rồi, x cộng y bằng 6, x cộng y bằng 6. Rồi ở đây mình sẽ bình phương cái này lên nè, để mình phải dùng cosine cho này được. Đó, là có, nói chung là nó hơi nhiều thủ tục tí thôi chứ không có khó nha. X cộng y cộng z bình phương lên, 6 bình là 36, thì hàng đẳng thức cho ba số mình biết rồi. X y z bình nè, đó, cộng cho 2 y cộng 2 y z cộng 2 giúp x, đó là 36. Rồi mình sẽ rút cái bình này để là cái này ha, mình đem hai này ra, x y gọi là x y cộng y z cộng y z x 36. Đó, rồi mình đặt đây là số 1 đi. Và cái tiếp theo là dùng bán thức cosine nè, áp dụng bất đẳng thức cosine. Cái này rút ra là bạn mình phải rút là sao đây, phải rút để x mình đi bình riêng lấy là 36 nè, ở mình trừ cho 2xy nè, cộng z x nó bằng x bình cộng y bình, y bình để họ cho lớn cái kia ha, cho nó dễ nhìn các bạn. Tôi là học sinh giỏi, học sinh chuyên là bạn này biết đó, tại vì nó làm nhiều lắm nó quen. Và chúng ta sẽ dùng này x bình là cộng y bình lớn bằng hai căn x bình y bình, cái y là số dương là đem ra hai y thôi. Rồi tiếp theo ha, y bình cộng y bình lớn bằng hai căn y bình y bình đó, bằng hai y z. Rồi y bình cộng y bình lớn bằng hai căn z bình và bằng hai x x, và điều đó mình sẽ suy cộng vế theo vế đó là x bình cộng y bình cộng nhân bình cộng nhân bình cộng y bình lớn bằng hai y cộng hai y z cộng hai z x. Ở đây mình đem số 2, đây là hai bình cộng hai y bình cộng 2 với bình lớn bằng 2. Này cái mình đặt số 2 như chung ra 2 với bình y bình với bình lớn bằng 2, đem số 2 này ra 2 x y cộng y z cộng z y, và mình chia hai số 2 thì nó gọi x bình cộng y bình x bình lớn bằng x y cộng y z cộng z y, đặt ra số 2, tức là cái này nó bằng cái này nó lại lớn, cái này bắt cầu rồi đó ha. Rồi từ 1 và 2 không có cũng dễ, từ 1 và 2 ta để cái này cho nó lớn bằng cái này, và mình mới chuyển vế qua là đây là 36 lớn bằng này, chuyển cái kia 2 qua thì cộng 2 ha. Đó, nó thành là 3, là 36 lớn bằng 3 và cái chỗ này và mình đổi vế lại nha, tức là 3 tới bé bằng 36 và mình chia qua thì 36 chia 3 không đổi chiều, chia số dương nó bé bằng 12 thì chính vì vậy mình phải có là B này nha. Từ đó mình suy ra ta có B đây nha, vậy hàng này nó bé bằng ở 1 phần 3, mình thấy giá đó bằng 12, vậy đây nó sẽ bằng là 4. Vậy hồi nãy giờ chúng ta chưa có sử dụng dấu bằng xảy ra đúng không, dấu bằng có bao nhiêu cái xảy ra khi mình đi từ đầu đến cuối, đây sẽ là dấu bằng, tức là x mũ 3 bằng x mũ 3 bằng 8, bằng đây cái y mũ 3 y mũ 3 bằng 8, x mũ 3 y mũ 3 bằng 8 là ba cái đó đúng không. Rồi, cho nó cái này chỉ thay vô cái từ trên thôi. Và cho nó dấu bằng xảy ra.
Tức là ở đây mình sẽ sử dụng ít cộng y cộng nhất sao này là bốn cái, phải dùng oxy đây cộng y y nhất nhất là ba cái, nên là bảy cái, rồi tổng cộng là bảy cái, nhưng mà nó cho phép mình giải mình nháp nhé để mình tìm ra được. Đấy, bảy cái. Khi đi thi thì chúng ta phải làm như thế nó mới đúng cái luật học toán. Rồi, tức là đầu tiên viết mũ ba bằng viết mũ ba bằng tám, chữ y thôi, viết mũ ba z mũ ba. Và tiếp theo là chúng ta sử dụng x cộng y cộng z bằng sáu để mình khai thác cái đó. Và tiếp theo ba cái này đó là x bằng y bằng z, z bằng x, tức là ba số bằng nhau, giải ba số trên lên từ mỗi cái nó sẽ bằng là hai, tức là x bằng y bằng z bằng hai đó. À, vậy chúng ta kết luận vậy giá trị lớn nhất của biểu thức B là mắc B sẽ bằng 4 khi x bằng y bằng z bằng 2. Rồi, là chúng ta hoàn thành xong. Đó, cái đề yêu cầu thì sẽ chỉ là nhất ha. Rồi, chúng ta làm việc các em.